coi không? Viết là cái quán này nó quá đáng với mình không? Hồi lúc nó ế thì nó cúng tùm lum hết trơn, bây giờ nó đắt lên rồi coi nhang mà nó không đốt cho mình nữa, nó ghim vậy đó. Ghim là đỡ đó, nó ghim mà nó không đốt là không biết tại sao không? Tại sao? Cho đỡ tốn tiền nhang, còn... cầm gì hoài đó nó còn hoài, ông hiểu không? Nhưng mà cũng còn đỡ, đây còn được cấm chứ mấy quán kia nó không thèm cấm luôn đó. Phải không? Ừ. Nhưng mà giờ nó tôi thấy nó cũng quá đáng. Quá đáng sao? Hồi lúc nó ế nó cúng mình chuối tôi còn được nải chuối bự gì đấy anh. Bây giờ không có chuối đen nữa. Ờ. Mà nó cúng còn mận với cốc hỏi gì mía ghim gì không vậy à? Không? Nói xong rồi ông biết nhìn lại. Ông trách đó, ông trách ai? Sao? Ông trách bản thân ông hả? Ngày xưa nó ế ai lùa khách cho nó? Tôi. Ừ. Ông lùa khách vô cho nó. Bây giờ nó đông khách rồi, đâu có ăn ở không đâu, ra đây nó phụ việc cho mình, nó đâu có lo nó cúng kiến. Bởi vậy có gì nó hốt ra nó cúng cái đó, tự ông chứ tự ai. Phải không? Cái gì nữa? Thiệt chứ nè. Chưa thấy cái quán nào nó ngộ quán này. Trời ơi, vắng thì cúng đồ ăn ngon, mà đông cúng đồ ăn ăn thấy ớ. Hồi đó nó cúng ông cái gì? Trời đất ơi, bộ tam sên à. Giờ có miếng da heo nó còn không cho nó chứ đừng nó cúng. Bởi vậy tôi nói cái quán này ông phải coi lại. Cái điều này là hai đứa mình phải phải báo mộng, phải góp ý tụi nó mới được rồi nha. Phải không? Ừ. Như vậy hả? Ừ, chứ không sao phù hộ được. Ủa mà giờ này canh mấy rồi sao không biết vậy? Ờ sao không nghe gà gái gì hết trơn à, không được không được, bây giờ H5N1 dữ lắm rồi. Gà bây giờ nó chết hết rồi. Quên mất rồi, bây giờ để tôi giờ mặt trời. Ơ à, trời ơi. Trời ơi, giờ ngọ rồi đó hả? Ừ. Là sao đây, là tới giờ mùi, là tới giờ đón khách nó rồi đó hả? Tới giờ rồi, nó sắp ra rồi đó. Tới giờ mà ông cúng kiến vậy coi được không? Trời ơi. Đây thần tiên ngồi đây mà quỷ xuất hiện, ma xuất hiện được. Đâu quỷ đâu, quỷ đâu. Quỷ kia đó. Quỷ đâu mà quỷ? Hả? Lý lệ lệ đó. Là rái. Lý ma chủ quán đó à. Sáng nào nó không nhát mình. Trời ơi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi ơi. Trời ơi, trời ơi. Làm như còn ngay ngủ hay gì. Tình như làm hai ông tượng này không biết né hay gì. Thử lại lần nữa rồi, né rồi. Trời ơi, nó gãi nữa kìa ông ơi. Từng chân rậm lên người mình đó trời. Anh ơi, ngủ quá. Khó tay. Anh Tài. Hả? Anh Đẻ. Trời ơi, trời, điều này chắc khỏi đầu thai nữa rồi ông ơi. Trời ơi, chú ơi, mà chưa nào nó cúng ai anh nó trơn gầy hết á. Trời ơi. Quá xá khiết rồi, mấy đứa nhỏ đẹp kìa lạ. Mặt mày tôi coi như tan nát hết trơn, ông nhìn thấy. Lý Cẩm Xem. Trời ơi, vậy đem đồ cúng đi con ơi. Trời đất ơi, một bà gần chết rồi, hai bà ra nó trời đất ơi. Má kêu con hả? Đem đồ cúng là cúng chưa? Dạ rồi. À, thiệt tình trời luôn á, giờ này chưa cúng sao mở cửa buôn bán. Trời ơi, con nó đờn kìa ông ơi. Cúng tôi gặp gì đâu không? Trời ơi, ok mày cúng mày đem nó đồ bánh bao hay là cái gì, hay là bánh trái gì. Mày cúng dưa làm sao, ông đệ ông thích ăn dưa hấu đâu. Con đâu có cúng dưa hấu đâu má. À, mày cúng gì vậy? Bánh bao. Đâu, thấy bánh bao đâu. Nè. Đâu? Cầm nè. Trời ơi, để anh dĩa cúng đi con. Dạ. Trời ơi. Cuộc đời tôi coi như xong rồi ông ơi. Trời ơi. Sao ngộ vậy ông? Bánh bao này nó chổi với lại cái bánh kia quá trời vậy trời. À, ký Cẩm Xin. Dạ. Quá tôi dạy bao nhiêu lần rồi. Sao vậy má? Cúng ăn địa với ông thần tài á, con phải ăn thử. Con không ăn thử sao ai không dám ăn. Dạ. Bởi vậy tiệc tình nó má dạy nè. Dạ. Nhớ lấy ra ăn thử một miếng rồi để dạ xuống cúng rồi mấy ổng mới tin. Dạ. Hiểu không? Dạ. Thử đi. Đồ cúng mà đã làm gì quá đà vậy? Ấy trời. Trời ơi, hên á. Hên á, ông thấy không? Ừ. Hai người này ăn hết chứ phải chừa lại. Chắc tôi để cho ông ăn chứ tôi không dám ăn. Sao à, ông không ăn? Trời ơi, ăn là chưa chết rồi, ngộ độc liền. Trời ơi, ok mày cúng bánh mày ăn thử cái bánh đâu rồi? Con đói quá ăn luôn rồi. Trời, ăn mà không còn dính miếng kìa. Miệng má cũng vậy nữa kìa. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Ngon không má? Kêu ăn thử mà nó ăn hết luôn nhỏ nè, ham ăn hốt uống. Lưỡi bả dài thì gớm. Còn gì cúng không? Để con tìm coi. Trời ơi trời, đúng rồi, ổng thích ăn dưa hấu đâu được con cúng. Con đâu có cúng dưa hấu đâu má. Cúng gì hả? Nè. Trời ơi. Hả? Đâu có hai trái mận à?
hôm qua khách ăn dương để dành lại á. Trời ơi, chịu nổi không? À, ai mà đó à. Mà ơi, còn đứng đó nữa. Dạ. À, lại đi rồi, đi lên nhà. Dạ. Thằng đó mày làm gì vậy, lý cảm xẹt. Thử cái má giác hại này như con đi má biết. Trời ơi, con gái đâu mà mất nớp nè. Kêu lại cái chổng ngược lên nè. Bởi tao nói mày không có làm ăn được gì trên à. Lên đi, đi thay Simi, chuẩn bị, mở cửa. Dạ. Trời ơi, là trời cúng kiến mà nó làm như đầu chơi vậy có được không? Vậy sao phù hộ được? Hai trái này tôi nhường cho ông ăn luôn. Trời ơi. Xin ngò chi hông hồ, hàn xèo xèo. Lời Việt từ nẻo xa anh tìm đến đây. Phải vô tủ lầu thôi. Có tiền phải vô tủ lầu thôi. À! Trời ơi. Ủa tôi chết hồi nào vậy ta? Mà sao trước mặt tôi là quan hồn ngũ tử không vậy nè? Trời ơi, ngu đầu Mã Diệm ơi, đừng bắt tội con còn ham sấm lắm, ngu đầu Mã Diệm ơi. Phải, em là mỹ nữ, em là mỹ nhân. Trời ơi, thấy hai người này tôi tưởng là ác quỷ của hồn không à. Trời ăn mặc gì kỳ cục vậy nè? Quái chiêu quá vậy? Không, chủ quán nè. Chủ quán nè. Trời ơi, lễ mama nè. Trời ơi, ốm à, làm sao dám vô? Trời ơi, tại ta chưa say chim y thôi. Vô, thay chung với tụi em luôn. Trời ơi, mới vô chưa gì hết thì bắt xác liền vậy đó hả? Chuẩn bị nha, mở cửa tủ lầu. Trời ơi, giờ này mấy giờ mà nó mở cửa tủ lầu vậy? Qua trời luôn, cúng kiến mang giày hỏi sao làm ăn khá nên nó chịu không nổi không à. Cái gì đó? Ông không thấy thắc mắc cái điều gì sao? Thắc mắc điều gì? Trời đất ơi, quán nữ như vậy mà tôi biết sao nam nó kéo vô nườm nượp. Mà đã vậy cái quan trọng là lúc nó đi vô tôi nó đi thẳng nha. Ừ. Đi thẳng băng như cái nhan nha. Ừ. Tới chừng nó vô xong lát sau đi ra đi cong quèo. Ông không hiểu gì hả? Không hiểu à? Trời ơi, mới vô thì nó nạp pin đầy đủ đúng không? Ừ. Ra nó bị hết pin. Ừ. Là nó phải xìu cái gì chứ. Ủa, cái vấn đề nó khó hiểu quá, làm cái gì mà hết pin hả ta? Xây mặt qua tôi coi coi. Thắc mắc nè, đúng không? Ừ. Ông muốn thắc mắc thì bây giờ tôi với ông vô trọng tìm hiểu. Thôi cha. Hả? Ai cho đi? Sao? Cái nhiệm vụ Ngọc Hoàng sai hai đứa mình là ngồi ở đây phù hộ cho người ta làm ăn. Ừ. Nó đâu phải phù hộ cho người ta rồi mình đi vô mình tìm hiểu người ta làm cái gì mà tò mò dữ vậy? Trời ơi, không phải gọi là tò mò. Chứ sao? Mà tôi với ông vô sát bên trong để mình tìm hiểu coi nó làm sao mà nó đông. À, có nghĩa là kêu là đi di hành đó phải không? Ừ, sao? Tôi nghi quá. Nghi gì? Ông biết phải cái mục đích di hành này nó trong sáng không? Trong sáng à? Chứ không phải ông thấy vàng nữ ở trong cái ông muốn đi vô ông tham quan ở trong phải không? Gì cũng có này phải không? Nhìn cái mặt là tôi thấy rồi. Cái mặt này là gọi là cái mặt mà hiện lên hai cái chữ là gì? Gian ác. À, bỏ bớt chữ ác đi. Đó là lộn. Gian lắm. Ừ, gian lắm. Gian lắm. Là cái gì? Tớ gì vậy? Mới này nó mất tiêu rồi. Trời đất ơi, tôi biết lắm mà. Canh từ hồi nãy giờ mới thấy được vô đây nè. Trời ơi, tôi sợ nó đánh. Chắc chắn là ở trong đó chứ không đâu hết á. Lên lầu phải không? Chết với bà nghe con. Trời ơi, chuyện gì vậy ông? Rồi bữa nay có tuồng cổ coi rồi. Phải không? Tôi với ông nên lát coi coi nó múa tuồng gì nha. Bữa nay chắc tôi nghi để coi tuồng Phàn Lê Quê phải không ta? Phải Phàn Lê Quê, tuồng này tuồng gì? Không có đâu. Cái tuồng này quen lắm á. Tuồng này tôi thấy căng lắm, thấy tình hình căng. Hai tay nó cầm hai chiếc cuốc không theo. Dạ. Mà không biết vô trong làm gì. Phụ nữ mà vô trong đây làm gì? Không, nhiều khi nó tuyển nữ mới không không? Phải không? Đúng giờ không có. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Nó cúng mình món mới. Trời ơi, món này món gì vậy trời? Món thịt người á. Ơ trời ơi. Trời ơi, như yêu quái ăn thịt người hả? Không phải. Trời, nó trời nghe ơi. Nghe. Từ sáng giờ đi đánh ghen, không thấy chồng ở đâu hết rồi bị tụi nó quýnh bầm mặt bầm mày vậy đó. Bị mấy như vậy? Một mình vô hang động mà sao bị đánh. Ê, tạm biệt với em nha. Bữa nay vui vẻ quá. Bữa nay có tuần rồi. Đây, đây. Mai mốt anh tới nữa nha. Ừ. Hồi nãy anh lì xì với em rồi mà. Đánh đi, tôi nè. Ừ thì anh biết em. Trời ơi, chưa tưởng là đâu mà. Trời ơi, 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 trời
kia nó chạy kia kìa. Đứng lại không? Cái áo mới mua phải không? Không có áo này em mướn á. Trời đất ơi, đi vô lầu xanh mà mướn áo làm cái gì? Anh đâu có tiền đâu mua nổi cái áo. Tiền còn không có cho tôi ăn, cho con ăn. Ông lấy vô đây ông mướn áo, cần gì phải đẹp? Tại sao vô đây ông mới mặc đồ đẹp mới được hả? Phải vô đẹp cho nó mới lấy là người sang trọng với mình. Cái chỗ ông sang trọng bữa nay nè. Chết rồi, chào 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 bây giờ trời đất ơi, bây giờ bàn thờ má hết trơn rồi, thôi không còn thiên gì nữa đâu mà cúng kiến. Ừ. Tôi nói ông mà làm ăn cái gì kỳ cục quá. Thôi bây giờ dẹp vô đó qua bên, bây giờ tôi không có chịu vô trong kia coi thử coi trong kia cái gì không. Cái kỳ này chắc phải quyết định đi đi di hành để coi nó làm cái gì chổng mình, nó ảnh hưởng tới mình dữ vậy ta. Đúng rồi, bây giờ đi không sao? Đi di hành. Đi không? Rồi, ra đây đứng. Ra đây. Chuẩn bị nè. Để đây, đây đây đây. Rồi chuẩn bị kêu đây, kêu Đào ra đi, hai đứa đi vô nè, chuẩn bị vô. Không được, không được. À, sao vậy? Vô bận đồ gì vô trong này sao được. À quên hết này, đúng không? Tài thổ địa đâu có đi vô trống được. Ờ đúng. Bây giờ làm sao? Mình phải biến lại. Ờ hô biến nha. Hô biến lại. Bây giờ ông làm phép đi, tôi đứng. Ờ. Hô biến. Đâu đó thấy không? Đó. Nhìn mới ra bậc Dương Tôn công tử chứ bộ. Gì mới là đại gia chứ. À đúng rồi, bây giờ làm sao? Đi vô chứ sao? Vô liền chứ làm gì vô nữa. Vô liền. Ủa khoan khoan. Tiểu gì? Đi đến mà bậy bậy bậy. Trời ơi, bởi vậy tao nó ngồi bàn lâu năm rồi cái không biết gì hết trơn. Sao sao sao? Vô mấy cái quán mày không được kêu là tiểu nhị. Thôi để tôi kêu. Được không? Được không? Rồi kêu đi. Nè, tiểu nữ. Trời, tưởng nó hay hơn tôi. Sao? Ông nội vô đây sao kêu tiểu nữ được? Đi kêu bằng tiểu gì? Để tôi kêu người yêu của tôi. Hả? Không kêu người yêu hả? Ừ. Ai vậy? Đó. Lệ mama. Hả? Lệ mama. Người yêu Lệ mama của anh. Qua xa xưa cô xưa. Trời, sao tôi ngợp quá vậy trời? Cái gì vậy? À, ủa xong hả? Dạ em hết phất rồi. Hết phất mà làm gì ông bật ngửa hoài vậy? Tôi bị gì hết. Mày nhớ mùa này sáng đồng được hưởng hết trơn. Bởi vậy tôi né nãy giờ gần chết thì nó ngợp quá đây nè. Dạ, kính mời hai đại gia hưởng thụ. Rồi, khỏi phất khăn. Tự lo ha. Bây giờ mình vô quán rồi phải không? Dạ, mời đại gia ngồi. Ngồi, ngồi liền. Lẹ lên trời. Ngồi nữa thôi. Ngồi quá, hai đại gia thì chắc là giàu có đi. Bởi vậy nó nói ngồi. Ngồi, ngồi, tôi nói thiệt nha. Chứ tôi ngồi là. Cái vụ ngồi đó. Thấy ra, hai đại gia ơi, cái chỗ này là chỗ của thần tài thổ địa đó, hai đại gia. Ừ, thì thần tài thổ địa ngồi. Thần tài thổ địa là tôi ăn nè. Ủa? Ủa, ngồi nhau, ngồi nhau. Ngồi đây, hai đại gia. Ngồi nha, kính mời đại gia ngồi. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, tụi tôi mà còn thấy dễ thương nữa mà. Còn thấy dễ thương không? Dễ thương sao? Nhìn ông đẹp trai lắm. Đừng có nịnh tôi nha. Nịnh cái gì, nhìn mà ông dạ, này giống lắm luôn. Kính thưa đại gia, đại gia muốn uống gì à? Ở đây có tiên bồng tử nè, ngọc lan tử nè, quốc sắc tử nè, hương lan tử nè, muốn uống tử gì à? Có gò đen tử. Gò đen tử là gì? Là đế gò đen. Ơi, bà cái đồ quỷ đó, đế gò đen hả? Dở ẹt, em tàn cúng thần tài thổ địa không? Bây giờ em uống đó. Ờ, đúng rồi, tối buổi sáng là lúc nào tôi cũng ê. Lấy đó súc miệng, lấy đó súc miệng. Ờ, lấy đế gò đen súc miệng. Dạ. Rồi bữa nào súc ngon quá uống luôn. Dạ. Bây giờ có cái thôi, gì trong để em kêu cuồng say tử nha. Cuồng say tử là gì? Uống vô nó cuồng say đó. Trời đất, bà này mà không có xương sống nè. Trời ơi, thôi em ơi, bây giờ cái vụ mà uống để yên đi. Dạ. Ăn mới là chính. Dạ, kính thưa đại gia, ăn cái gì ạ? Tôi kêu cuồng nghe chỗ khác tôi thở. Giờ tôi kêu trước nha, tôi kêu đoạn trước. Ăn gì đại gia? Xôi chè đi. Xôi chè nha. Dạ. Còn đại gia? Trời đất ơi, nghĩ sao mà vô đi ăn đồ ngọt, ta ăn phải ăn đồ mặn phải không em? Dạ.
cho liền một cái dĩa tam sơn đó. Bộ tam sơn cúng tôi đi. Ủa trời, sao mà vô mang đồ cúng vậy hả cha nội? Quên cái này lỡ. Ăn cái nào cao xương mỹ vị đi, đừng ăn mấy cái đồ đó được cúng không cao à. Cao siêu không? Dạ. Được rồi, để ta kêu nha. Dạ, kêu đi đại gia. À, có rồi. Dạ. Mắt này. Mắt này, có liền. Mắt này ơi, xin đừng đi cha cha. Hoa quang liền, ô tư lưu cha cha. Nà 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 cha cha. Ngày tháng mong mơ. Bà rảnh lắm phần. Dạ, sao vậy? Bà rảnh lắm sao? Ta kêu mắt nai bà ra mà nhảy gì bà ca gì tụi. Em đâu biết đó. Em nghe mắt nai cái làm ca phục vụ liền. Rồi. Trời ơi, kêu mắt nai chứ không phải kêu mắt bà. Ơ gì hả? Không có mắt nai thì bà làm ơn bà kêu mắt voi mắt gì được không? Lấy một cặp mắt voi. Một cặp mắt voi. Rồi khoan, lấy cặp mắt voi xong lấy luôn cặp ngà voi cho tụi ta xỉa răng nha. Một cặp ngà voi cho xỉa răng. Ăn mấy thứ cao sang phú hộ quá anh chị cho nó cực đi ngài. Muốn ăn cái em gì? Kêu món gọn nha. Gì vậy, cưng? Khô mực. À. Khô bò, đậu phộng muối. Trời ơi, sao mấy muốn này nó ngồi dĩa hè không vậy trời. Dạ, nhưng mà hai đại gia ơi, hai đại gia kêu nhiều quá. Mà nãy giờ chưa có thích tiền à. Ê, ông, tiền là gì? Tiền là gì? Trời ơi, tiền không biết hả? Tiền là gì? Không biết cái gì đâu. Thôi. Nãy giờ bà ca bà có biết mệt không? Mệt lắm chứ. Trời ơi, vậy tôi còn chóng mặt. Trời ơi, mà cái giọng nó chua như giấm nè, coi được không à. Thôi, đừng hất. Chừng nào dục khăn này vậy? Quỷ à, tôi ghét chứ sợ à. Quỷ à. Thôi, bà xé đâu tiền mà... đâu, tiền đâu, em thấy tiền là biết được. Tiền đâu, tiền. Tiền là cái gì? Trời, nãy giờ hát hoài chẳng nói ra. Tiền là gì? Trời ơi. Bà không biết mỏi mệt hả? Em mệt lắm chứ, mà tại vì em chưa thấy tiền. Trời ơi, em chịu nó, đâu em. Không có tiền, có biết tiền là gì đâu mà có. Cái gì? Tiền. Nó túm lại là nãy giờ không có tiền hả? Có tiền đâu. Mệt quá à. Nãy giờ hát ca quá mệt quá à. Giờ đúng bản chất nè. Không có tiền phải không? Nãy kêu tiểu nhị nó không ra phải không? Đúng rồi. Giờ tôi kêu một cái có liền nè. Đâu kêu rồi. Tiểu nhị. Hả? Đâu nhị đâu? Tiểu nhị là thằng nào? Tôi đâu có kêu heo sữa. Không, đó là kêu heo sữa. Hả? Gì đây? Xúc hai thằng này ra khỏi cái tủ lầu cho ta. Trời. Mày đứng lại. Mày bước một bước tao chết liền, mày tin không? Khỏi nha. Để tôi tự về được rồi. Khoan, để tôi đi theo ông luôn cho. Trời ơi, cái làm gì mà đối xử với khách thế ghê. Hả? Chưa từng thấy mà. Cái bà này bà coi tụi mình thường lắm đúng không? Bà. Trời ơi, đứng lại. Gì vậy? Cái gì đây? Cái này hả? Này đồ chơi mà. Cái này bà kêu nó là cái gì? Dạ, cái này gọi là ngân lượng, là tiền đó. Tiền đó hả? Tiền. Trời đất ơi, cái này bà nói tiền sao mình biết được? Ở này không có kêu tiền. Cái này chính kêu là vàng 4 số 9. À vậy hả? Tôi ngồi ngoài này nè. Cái chọc tôi chọi nó. Chọi là tôi. Ủa, không có đồ chơi á, lấy vàng 4 vậy đó. Đừng nha, biết lắm nha, đừng có làm vậy nha. Muốn chơi vô đây chơi. Đừng chơi ngoài nghe không? Đi chơi đi, thảy qua tôi đi. Nè, thảy ra nè, thảy lại đi. Thảy ra nè. Thích ra đâu có thảy qua đó đâu, thảy qua đây nè. Đi vô đi thằng quỷ. Em đuổi nó vô nha. Vô đi mày, vô đi thằng quỷ. Trời ơi. Em mời hai anh ngồi. Biệt danh của thằng đó là gì vậy? Ủa, cái thằng quỷ thì ý làm gì? Ngồi đi. Ngồi đi, nhiều chuyện quá. Không phải, tôi chóng mặt chứ. Tôi không biết nó người hay là thú. Trời ơi, không đẹp không nói vậy. Ngồi đi. Tôi không đẹp nhưng mà tôi có quýt rồi. Sao? Bây giờ mấy cái vụ đặc sản mình bàn tới đâu rồi? Rồi giờ hai đại gia thích ăn gì? Hai đại gia nói em đi thế nào em cũng làm cho hai đại gia ăn. Rồi lát tính tiền ai vậy? Trời ơi, tất nhiên là phải tính tiền đại gia rồi, đại gia nghĩ sao? Không, bà ăn mà tính tiền mình làm sao không? Không có, chưa... Em hát nãy giờ em phục vụ á. Giờ can tiếng á, em phải ăn cái này cho nó ấm giọng để em hát cho đại gia nghe thôi, nha. Thôi, ăn đi vô kia ăn. Đây ba cái đồ chua này. Bà có tin bà ăn miếng nữa mà trần trắng lên liền không? Em nhạt ra, em nhả ra, em thôi ăn uống. Đúc lại đi, đúc lại ông đi. Đúc bình kia, Thôi, được rồi nha. Bây giờ cái vụ này xong nha. Hiểu nhau nha. Tụi tôi vô đây là đặc sản. Đặc sản phải không? Dạ, vậy mời hai khách quan lên phòng. Phòng chi? Lên phòng lên ăn đặc sản. Mà tôi thích ăn ở dưới đây cho nó mát. Bậy bạ, cái ghê quá à. Sao? Đặc sản đâu có ăn dưới đây được. Đặc sản phải lên phòng mới ăn được. Vậy đó. Sao kỳ vậy? Nhưng mà tôi thích ăn ở đây. Bây giờ bà không được. Thế bây giờ bà cho coi mặt cái đặc sản được không? Ây da, biết đặc sản là cái gì không vậy? Cái gì? Là thịt người đó. Trời ơi, thịt người. Trời ơi, cái thịt hồi nãy mà nó cúng trước mặt mình đó. Phải không? Phải thịt đó không? Bà cho coi giống không? Vậy mời nghe, đệ nhất mỹ nhân của cái tủ lầu này đó nha. Đệ nhất mỹ
gì? Tên lạ lắm mà. Tính vậy đón tiếp đệ nhất mỹ nhân coi. Trời ơi. Trời má ơi, má ơi, con có làm gì đâu mà xỉu vậy má. Lau mặt cho mấy anh tỉnh dậy liền đi con. Trời ơi. Trời ơi. Lau mặt cái tỉnh liền à. Trời ơi. Tỉnh là đó. Sao mùi này quen quá vậy trời. Trời ơi, hình như nguyên cái khu vực này có một mùi không? Trời ơi, đúng là đệ nhất mỹ nhân dưa hấu rồi. Trời ơi, thôi tiêu rồi. Trời ơi, ông nhìn coi ông ơi, chịu nổi không? Trời ơi, cái tội của mày là tội mày bé quá. Thành ra mày mới bị người ta đẹp à. Mỹ à, giỡn rồi à. Sao? Dạ. Massage nha. Vậy là sao? Dạ thưa hai đại gia, đại mỹ nhân ở đây đã ngồi khách hết trường rồi, giờ chỉ còn đệ nhất mỹ nhân xuống tiếp thôi. Với lại em là đệ nhị mỹ nhân nè. Trời ơi, đệ nhất đó hả? Dạ. Rồi là cái món đặc sản là cái món này đó hả? Dạ. Rồi đặc sản rồi làm sao nữa? Đơn giản thôi vậy nè. Trời ơi, nó làm cái gì vậy ông? Trời ơi, ghê quá, bây giờ làm sao? Biến liền. Biến gì? Thịt người nè. Trời ơi, giòn không có thật. Trời ơi. Bây giờ sao? Nó ngồi vậy sao tôi biết? Bây giờ phải xô nó ra thôi chứ. Hết ra. Ây da. Ủa, sao kỳ vậy ta? Tôi té tôi đập mặt xuống đất. Té còn ôm gói kìa vậy con? Đâu có, tự nhiên mà má. Quên nữa, tại vì bữa miếng ông thấy y vậy làm quá tai cho nên giờ thành vậy á. Ủa. Ôi, ủa, ai đặt quan đâu rồi? Thank you.